cái mặt bông nhìn đẹp á. Sáng sớm em quay lúc này là chưa được 7 giờ, cái nhà nắng nó mới hé hé lên thôi cả nhà. Cái nhà xem cái mặt bông này ha, khá là to cả nhà. Với lại đến 18-19 cánh á. Dạ, với lại nó cũng nhiều cánh ha cả nhà, bông to nhiều cánh ha. Dạ em xin chào cả nhà, ngày hôm nay thì em có đến nhà vườn của chị Phương ở ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để em quay giao lưu với cả nhà một số mặt hàng mai vàng mình chơi Tết nha cả nhà. Đặc biệt là cái mặt hàng mai rin, mai ươm hạt, rất mong cả nhà mình xem tham khảo và ủng hộ cho chị Phương nha. Dạ em chào chị. Chị chào em nha. Dạ. Em xin chào mấy cô chú anh chị mình xem kênh của Trọng nha. Dạ. Hôm nay em lên 30 mã số, đa số là cây rin, dẫu rin với cúc rin nhiều. Dạ. Mong rằng mấy cô chú mình xem ý ủng hộ giùm vườn em nha. Dạ rồi. Rồi đầu cây, tiên. Cây đầu tiên là mã số 1. Dạ. Mã số 1 cả nhà ơi. Số 1 ươm hạt cái nha. Cây dảo nhung, cây rin. Dảo nhung, rồi cho em xin thông số luôn. Đây cả nhà đường thân rất lượng. Cái gốc của nó là ngón tay tỏ nha. Cái hoành thân thì có chừng ngón tay trỏ. Ở dưới nó cũng có đế dưới á cả nhà. Chiều cao là 58. Dạ. Tán ngang là 52. Dạ rồi, cho em xin một vòng luôn. Ú nhắn lông lắc lượng này cả nhà. Cây này nụ nhiều lắm. Hàng này thì Tết mình cũng có thể mình chơi bông được, để em quay nút nụ cả nhà mình xem nha. Rồi, nút nụ nhánh bên đây nè cả nhà. Nó có nụ nè. Dạ, nụ kim nè cả nhà. Đây, nụ kim nè cả nhà. Đây, mấy anh đây nữa nè cả nhà, nụ kim nè. Cây này giá nhiều vậy chị Phương? Cây này 250 bao phí ship nè. Dạ, 250.000 bao ship cả nhà. Nhỏ nhỏ mà nụ nè. Dạ, đúng rồi. Rồi, 250.000 bao ship, cái hoành có chừng ngón tay trỏ nha cả nhà. Đế thì mình khai thác thêm ở dưới giùm em. Chợ thùng này là thùng C9 cả nhà ơi. Rồi, cây này là 250 nha. Số lượng nhà vườn mình còn hiện tại còn nhiều không chị? Còn không được 100 cây em ơi. Không được 100 cây. Dạ, cả nhà có nhu cầu mình lấy sỉ cứ liên hệ chị. Cái nhà số điện thoại em để góc bên trái bên này có Zalo nha. Nút nụ này cả nhà ha, một cây dẫu nhung nha. Rồi, kế tiếp là mã số 2 nha. Dạ. Số 2 cây này cây siêu bông Sài Gòn, cây rin. Rồi, cái gốc này thì nó to hơn cái ngón tay trỏ hả chị ha. Nó cũng đúng em ngón tay cái hả chị. Rồi, cây này chiều cao tán ngang nhiêu vậy chị Phương? Cao là 49. Dạ. Mã số 2 nha cả nhà. Tán ngang là 54. Rồi, cho em xin một vòng luôn. Cây này thì cũng có nút nụ luôn nha cả nhà. Rồi, gốc này giao lưu giá nhiêu vậy chị? Rồi, gốc này chị giao lưu giá 288 bao phí ship nha. Dạ, 280.000 bao phí ship cả nhà ơi. Rồi, nút nụ đây cả nhà. Nụ kim nó lên này cả nhà. 280.000 nha cả nhà. Mã số 2 nha. Rồi, em quay một vòng cả nhà mình xem. Đó, thân uống lắc lượng này cả nhà. Ở mút ở trong này cũng có nút nụ nữa nè. Đó, Tết mình có thể mình thay qua cái chậu mình chơi bông hết cả nhà. Muốn dán lòng. Rồi, mã số 2 đây cả nhà mình tham khảo. Thùng này cũng là thùng C9 luôn nha cả nhà. Thùng C9, thùng C10, cái lô này nó nằm trong C9, C10 á. Và cái tiếp là mã số 3 nha. Dạ. Số 3 cây này cây siêu bông Bình Lợi, cây rin nha. Rồi, cho em xin thông số cây này luôn. Cây này cái gốc của nó bằng ngón tay tỏ nha. Cái gốc thì có chừng ngón tay trỏ. Nụ kim này cả nhà. Đây, nụ kim nó lên rồi cả nhà. Cao là 55. Chiều cao là 55. Tán ngang là 52. Dạ rồi, cho em xin một vòng luôn. Cũng muốn dán lòng lắc lượng luôn. Rồi, cây này giao lưu giá 300k bao phí ship nha. 300.000 bao phí ship. Cả nhà ơi, cả nhà mình xem nè cả nhà. Đó, nụ kim nó lên nè. Cái này mình có dặn phân chưa chị Phương? Chị mới dặn nay mấy ngày hả? Dạ. Rồi đây cả nhà, có nụ kim nó lên nè cả nhà. Rồi, cái này là mã số 3 nha. 300.000 bao phí ship cả nhà. Cây này là mã số 3, 300.000 bao phí ship nha. Kế tiếp là mã số 4 nha. Dạ. Số 4 cũng là cây siêu bông Bình Lợi, cây rin luôn. Rồi, cho em xin thông số cái này luôn. Góc bằng ngón tay tỏ nha. Dạ. Đường thân thì cũng uống lắc lượng, dán lông hết nha cả chiều nhà. Chiều cao là 54. Dạ. Tán ngang là 48. Rồi, cho em xin giá mình giao luôn chị Phương. Rồi, cây này giá 300k bao phí ship nha. Rồi, 300k, mã này là mã số số 4 hả chị? Số 4. Rồi, 300.000 bao phí ship luôn nha cả nhà. Nút nụ kim nó lên nè cả nhà. Hàng này thì nhà vườn cũng mới dàn phân đây nha cả nhà. Rồi, từ từ nó sẽ bự lên ha. Có nụ kim nó lên nè cả nhà. Ném đây nữa nè cả nhà. Kế tiếp là mã số 5 nha. Số 5 dạ. Cây này cây giáo Phú Tân, cây rin. Rồi, cho em xin thông số luôn. Cái lá nó dài sọc rồi cả nhà. Cái gốc của nó bự hơn ngón tay tỏ nha. Dạ. Chiều cao. Cao là 42. Dạ rồi. Tán ngang là 62. Dạ, cái lô này nó cũng cỡ tuổi luôn hả chị Phương? Nãy giờ em quen với cái gốc nó cũng chung lô của em. Dạ, cây này giá nhiêu vậy chị? Rồi, cây này giao lưu giá 270 bao phí ship nha. 270.000 bao phí ship cả nhà. Uống nhãn lông hết trơn hen. Đó, cả nhà mình có thể mình mua số lượng mình về mình trồng đất cũng được hết cả nhà. Đường thân thì rất là đẹp luôn. Mình uống nói chung là uống gắt lắm cả nhà. Mấy cái khoanh này uống gắt lắm luôn á. Mới có chừng hơn gang tay, gần 2 gang tay của em á cả nhà, nhưng mà cả nhà xem mà rất là nhiều khoanh luôn ha. Cây này là mã số 5 nha cả nhà. Rồi, cái tiếp là mã số 6 nha. Dạ. Số 6 cây này cái giỏ đồng tiền, cây rin. Dạ rồi, cho em xin thông số luôn. Cây này form cao này cả nhà. Cây này gốc nó bằng ngón tay tỏ luôn. Dạ. Chiều cao. Nụ này cả nhà. Cao là 60. Chiều cao là 60 cả nhà xem. Tán ngang là 48. Dạ, tán ngang là 48.
Rồi gốc này mình giao lưu giá như vậy chị? Cây này giao lưu giá 270 bao phí ship nha. 270 bao phí ship nha cả nhà. Cây này nụ nhiều lắm. Dạ, rồi một cây nãy chị nói là cây giỏ đồng tiền hả chị? Đúng rồi. Rồi giỏ đồng tiền cả nhà. Đây, cái nút nụ của nó này, nụ kim nó lên rồi cả nhà. Đó. Rồi gốc này là mã số 66 nha cả nhà. Cả nhà tham khảo một vòng nè. Cả nhà mình xem. Muốn lấy số lượng thì cứ liên hệ chị, còn khoảng chừng 100 cây nha cả nhà. Mình lấy nhiều thì giá mình bớt được bao nhiêu vậy chị Phương? Nếu lấy chục cây ăn lên chị giảm cho cây 30k đó. Dạ rồi, mã số 6 nha cả nhà nha. Rồi cái tiếp là mã số 7 nha. Dạ. Số 7 cây này cây giảo như ý, cây ghép. Dạ, một cây giảo như ý ghép gốc vườn này cả nhà. Cho em xin thông số cây này luôn đi chị Phương. Rồi, cái này mình gửi luôn cái chậu nhựa này luôn cả nhà. Cây này hoành 17. Dạ. Chiều cao là 51. Dạ rồi, cũng như dây chỉnh sửa sơ sơ rồi. Tán ngang là 45. Rồi, cho em xin một vòng luôn. Một cây giảo như ý nha cả nhà. Cái này mình ghép hình như được cũng 6 chọt, 5 6 chọt gì cả nha. Gốc này mình giao lưu giá như vậy chị? Rồi cây này giao lưu giá 500 bao phí ship. Dạ, 500.000 bao phí ship, cũng có nút nụ luôn nha cả nhà. Rồi hàng này cũng có nụ kim cho cả nhà mình về mình chơi bông luôn nè. Đây nút nụ nè cả nhà. Đó, còn cái gốc này cả nhà xem cái đế nè. Chỗ này thì nó cứ bị cái sẹo xíu, nó cũng đang kéo. Xíu mà điều dạ. nó cũng đang kéo nhựa lại đó. Dạ, nhà vườn mình cũng có tha keo rồi cả nhà cho nó kéo sẹo rồi. Cả nhà mình xem cái bộ đế của nó nè hen. Đó, rồi gốc này là mã số 7 hả chị? Số 7. Dạ, một cái giỏ như ý nha cả nhà, một cây may ghép. Rồi kế tiếp là mã số 8 nha. Dạ. Số 8 nha, cây giỏ nhung cây ghim. Một cây giỏ nhung phơm cao cả nhà. Cái dáng này là con rồng đứng nha cả nhà. Hồi nãy là con rồng lắc lượn, bây giờ là con rồng đứng nha. Nút nụ cũng nhiều lắm cả nhà. Rồi cho em xin thông số cây này luôn đi chị Phương. Thùng này hình như nó cũng thùng C10 luôn hả chị Phương? 12, C12. À, C12 cây luôn. Cây này cái gốc nó bằng ngón tay cái nha. Dạ. Chiều cao. Chiều cao là 70. Tán ngang. Tán ngang là 65. Rồi cây này mình giao lưu giá nhiêu vậy chị? Rồi cây này giao lưu giá 400k bao phí ship nha. 400.000 bao ship cả nhà ơi. Nút nụ nè cả nhà. Nói chung là cũng mới dàn phân đây thôi cả nhà. Cho nó cũng có nụ kim này. Dạ, rồi. Cây này là 400.000 cả nhà ơi. Một cây mã số 8 nha. Hồi nãy chị nói cây giảo nhung hả chị hen? Đúng rồi. Dạ, giảo nhung cả nhà. Rồi để em quay nút nụ cả nhà mình coi ha. Em quay có chỗ nào mà chưa kỹ thì cả nhà cứ nói nhà vườn giùm em hết cả nhà. Rồi chị có thể chị gọi lại kỹ cho cả nhà mình coi. Đó, để đường thân nè cả nhà. Uống ngắn lông lắc lượng ha. Rồi một cây giảo nhung nha cả nhà, mã số 8 nha. Rồi kế tiếp là mã số 9 nha. Dạ. Số 9 cây này cây giảo Tân Châu cây ghim. Rồi nút nụ đây cả nhà. Một cây giảo Tân Châu. Rồi cho em xin thông số cây này luôn chị. Cây đó gấp bằng ngón tay cái nha. Dạ, cái hoành thân thì có chừng ngón tay cái. Cũng muốn dáng lông con rồng đứng cả nhà. Cao là 70. Dạ. Tán ngang. Tán ngang là 68. Dạ rồi, cây này giá như chị Phương? Rồi cây này giao lưu giá 450 bao phí ship nha. 450. Cây này thì nụ to. Cây này thì nụ nhiều hơn này hơn chị Phương. Mà nụ nó to hơn. Dạ, nụ nhiều hơn này cả nhà, một cây giảo giảo Tân Châu hả chị? Đúng. Dạ, giảo Tân Châu này cả nha. Dạ, để em bắt mét cả nhà mình xem nút nụ này. Rồi cây này là mã số 9 nha cả nhà. Đó, đường thân nè, hình con rồng đứng ha. Một cặp luôn á cả nhà, hai cây này một cặp, nói chung nó cỡ cỡ với nhau. Cái lô này lô cây bự hơn nha. Rồi kế tiếp là cây mã số 10 nha. Dạ. Số 10 cây này cây siêu bông mình lại cây ghim. Cho em xin thông số cây này luôn đi chị. Bông bự hết sức luôn. Dạ, đây cả nhà em đính vô bốn ngón tay của em nè cả nhà. Ha. Còn cái cây thì cây này thì khá là bự rồi cả nhà ơi. Cây này nụ cũng nhiều nữa nè cả nhà. Rồi hoành thân, uốn dáng lông. Cái đường thân ở dưới nó gắt lắm cả nhà. Lên đây thì nó hơi lơi bớt rồi ha. Cây này là hoành chín. Dạ, hoành là chín. Có củ đế luôn cả nhà. Chiều cao là 98. Dạ rồi. Tán ngang là 88. Dạ rồi. Rồi giá mình giao lưu như vậy chị? Rồi cây này giao lưu giá 1.2 triệu bao phí ship nha. 1.2 triệu cả nhà mình xem cái bộ đế nha cả nhà. Chỗ này như chỗ 5 luôn á cả nhà. Rồi cái bộ đế của nó này cả nhà. Cái gốc thì bự nha, bự hơn con chim cái nha cả nhà. Em để tay cái vô cả nhà mình dễ hình dung nè. Cây này nụ nhiều lắm. Dạ. Mấy cái bông là nó nở mấy ngày nay mà nó tàn rồi. Dạ. Còn cái bông gió hồi nãy em có quay cả nhà xem ha. To lắm cả nhà. Bự hơn 4 ngón tay của em luôn nha. Rồi cây này là mã số 10 nha. Rồi kế tiếp là cây mã 11 nha. Dạ. Nó nở chùm luôn này cả nhà. Ồ, nó nở ra mấy cái búp xanh luôn này cả nhà. Này còn ít á, tại vì bông gió á. Cái nhị nó nhìn cũng dễ thương ha. Cái này là cây giống mai gì vậy chị? Cây này cây giảo Tân Châu cây ghim. Rồi cho em xin thông số cây nó này luôn. Nó cũng bông bự mà bông chùm luôn á. Dạ. Ồ, cái chùm này nè cả nhà. Cái chùm này cả nhà mình xem nè cả nhà. Nó ra không biết bao nhiêu cái búp xanh đó cả nhà ơi. Một nụ đó cả nhà. Ở trên đây cũng vậy nữa nè. Ở trên đây cũng vậy, cũng quá chừng luôn nè. Một nụ nó ra không biết bao nhiêu cái búp xanh luôn á. Quá chừng luôn. Đế nó đẹp hết sức đi. Cây này hoành 11. Cây này nụ cũng nhiều nè chị Phương. Đúng rồi. Mấy cây này già già nè mình
mình vô phân cái như làm cho nó đều nụ thôi cả nhà, chứ hoành nó 11, cũng tự động chiều lên cao là 98. Hoành là 11. Em chiều cao 98, để hồi em quay góc à, ngang là 85. Rồi, cái này giá như vậy chị Phương? Rồi cái này giao lưu giá 1.4 triệu bao phí ship nha. 1.4 triệu bao ship. Rồi để em quay cái góc cả nhà mình xem nha. Mã số 11. Nặng dữ ha. Mã số 11 cả nhà. Nụ nữa cả nhà, có mấy cái nụ này là chắc nó nở ra sớm ha cả nhà. Còn mấy cái nụ kim nhiều lắm. Mã số 11 nha. Rồi em quay cái góc. Ôi, cái này có bộ đế luôn nha cả nhà. Mã 11, chậu này cũng bự luôn hả chị Phương? Chậu này chỗ 5 chỗ 6 vậy hả chị Phương? Chỗ này chỗ 5. Chỗ 5 rưỡi vậy cả nhà. Rồi, góc này là mã số 11 nha, cái này bự nha cả nhà, cái tàn thì em thấy cũng khá là tròn rồi cả nhà. Còn nút nụ thì nhiều nha, mấy cái này là nụ nhiều hết trơn rồi cả nhà, nó già rồi cả nhà. Hàng Mayrin nha cả nhà. Mayrin ươm hạt, mình nuôi chậu từ nhỏ tới lớn thường chậu rồi. Rồi cái tiếp là mã 12 nha. Dạ. 12 cây này cái giả siêu nụ cây ghim. Quá chừng nụ luôn nè cả nhà ơi. Rồi nhánh ở trên đây nữa nè cả nhà. Nụ dữ lắm, nhánh nào cũng dữ lắm, nụ luôn. Dạ, nụ nồi luôn. Cho em xin thông số cây này đi chị Phương. Cây này cũng muốn dán lông luôn cả nhà. Chỗ này nó hơi chật ấy cả nhà. Chật lắm luôn á, mình để sát lắm cả nhà. Không có đường xen vô luôn á. Nhưng mà cây này thì nụ rất là nhiều luôn nha. Cây này cũng này con rồng lượn đứng nè. Rồi lượn anh nghe lá rồi. Con rồng lượn đứng hả chị? Quanh 11. Dạ. Chỗ này đậm quá các nhà. Con rồng lượn đứng. Đây cái đường thân của nó này. Đây em quay được rồi. Chiều cao là 1m3. Dạ. Chiều cao 1 thước 3. 1 thước 3 chiều cao lên các nhà. À, tán ngang là 95. Dạ. Rồi cái này giao lưu giá 1.4 triệu bao phí ship nha. Rồi một cây quá chừng nụ luôn các nhà. Nụ dữ lắm nụ. Một cây siêu nụ luôn các nhà ơi. Nụ nó lên rồi các nhà. Đó, mỗi mắt lá là em thấy nụ hộ nó đều nè các nhà. Quá chừng luôn ha. Múc ở trên ngọn nè các nhà ơi. Rồi cái này là mã số 12 nha các nhà. Mã số 12. Cây này là hình con rồng đứng nha. Rồi kế tiếp là mã 13 nha. Dạ. 13 cây này cái siêu con mình lại cái ghim. Rồi cho em xin thông số luôn đi chị ơi. Cái mặt bông á các nhà. Nói chung là Mayrin đó các nhà. Cái mặt bông đẹp thì mình cũng có thể mình trồng lâu dài cũng có giá trị rồi hen các nhà. À cây này hoành 11. Dạ. Hoành là 11. Chiều cao bông là 88. Mặt bông cái này em thấy cái nhị cũng đẹp cả nhà. Tán ngang là 72. Nhiều cánh bông dảo. Rồi cái này giao lưu giá 1.4 triệu bao phí ship nha. Dạ, cái này là 1.4 triệu bao ship. Cây này cũng có đế nha. Cái dáng gì chị? Dáng lông. Rồi, cây này cũng có vụ đế luôn. Nút nụ này cả nhà. Cái mặt bông cây này em thấy nó đẹp cả nhà. Thôi ô cây này quá chừng cánh luôn. Cái vụ đế này cả nhà. Quá chừng cánh điếm đâu nổi hả chị Phương? 18, 19 cánh này. Dạ, cái đường thân này cả nhà ha. Đó, dáng lông này cả nhà. Dáng lông này, lắc lượng này. Từ dưới lên trên luôn nè. Còn cái mặt bông em quay lại lần nữa cho cả nhà mình xem. Mấy cây điên mà mặt bông vậy là mình có thể mình trồng lâu dài được rồi ha cả nhà. Cái mặt bông nhìn đẹp lắm. Sáng sớm em quay lúc này là chưa được 7 giờ, cái nhà nắng mới hé hé lên thôi cả nhà. Cái nhà xem cái mặt bông này ha. Khá là to cả nhà. Với lại 18, 19 cánh á. Dạ, với lại nó cũng nhiều cánh ha cả nhà. Bông to nhiều cánh ha. Rồi kế tiếp là mã 14 nha. Dạ. 14 cái này cây siêu bông Sài Gòn cây ghim. Rồi cho em xin thông số cây này luôn. Cây này bông cũng đẹp luôn nha cả nhà. Có bông gió luôn, để cho cả nhà mình tham khảo ha. Còn búp xanh thì cũng hồi ôi nó ra không biết bao nhiêu chân xanh luôn. 6 4 7 ta, 7 cái chân xanh đó cả nhà, 7 cái búp xanh á, một nụ á cả nhà. Cây này quanh 11. Dạ. Cái này cũng là con rồng đứng phơm cao hơn cả nhà. Chiều cao nó cao không? À, chiều cao là 127. Dạ, một thước gần thước 3 cả nhà. Tán ngang là 97. Dạ. Rồi cái này giao lưu giá 1.5 triệu bao phí ship nha. 1.5 triệu cả nhà ơi. Cái này không, cái này cái thân lắc chứ không phải rồng đứng nha. Đó, cái thân lắc. Dạ. Con rồng uốn lượn á cả nhà. Này. À, còn cái đế của nó này cả nhà mình xem cái bộ đế của nó này nha. Đó. Chỗ này hơi rậm, nói chung là chị em càng vô ước mình hết trơn rồi cả nhà. Cả nhà mình theo dõi clip nha, được mã số nào thì ủng hộ nhà vườn giúp em ha. Cái này là mã số 14. 14 nha cả nhà nha. Cái mặt bông em quay lại lần nữa cả nhà mình coi. Những cái hàng Mayrin thì mặt bông đẹp là mình sưu tầm được rồi ha cả nhà. Đó mình trồng lâu dài sẽ có giá trị ha. Rồi kế tiếp là mã 15 nha. Dạ. 15 cây này cây giáo nhung cây ghim. Rồi cái này thì dáng trực ha cả nhà, dáng trực tàn thông nè cả nhà. Cái này cũng già rồi cả nhà, em thấy cái da nó cũng sần sùi lên rồi đó. À, cho em xin thông số cái này luôn đi chị Phương. Cái này nụ. Em coi sao nụ nó cái này nụ cũng nhiều nè cả nhà. Rồi, em quay cả nhà mình xem nút nụ nè ha. Đó, múc ở trên đây nữa nè cả nhà. À, cái này hoành 13. Dạ, hoành là 13. Chiều cao nó là 89. Dạ, chiều cao là 89 cả nhà. Tán ngang là 60. Tán ngang là 60. Rồi em quay xa xa cả nhà. Rồi cái này luôn như chị.
Cây này giao lưu giá 600k bao phí ship nha. Dạ, 600.000 bao ship đó nha. Chậu này cây này nụ dữ lắm, nụ kẹo luôn rồi nè. Dạ, chậu này chậu 4,5 chậu 4 gì cả nha, chậu 4,5 gì đó. Nụ dữ lắm, cây này quá chừng nụ luôn. Dạ, cái nhà mình xem nút nụ này thì những cái hàng made in này thì nói chung là kiểu như là cũng bao nụ nha cả nhà, nụ nhiều lắm. Bao nụ bao bông luôn. Dạ, rồi cả nhà mình tham khảo hàng mã 15 hả chị Phương? Đúng rồi. Dạ. Rồi cái tiếp là mã 16 nha. Dạ. 16. Cái này cái gì vậy chị? Rồi cái này cái giảo tân châu, cây ghim. Rồi giảo tân châu. Cái này cũng nút nụ cũng quá chừng luôn nè cả nhà, ở trên đây nè cả nhà. Để chị xây qua đây đặng chị đo cái đó. Em xem dạ. Nụ đi. Dạ rồi, chị đo giùm em cái hoành thân đi ha. Rồi cả nhà mình xem nút nụ nè. Cái này hoành 12. Hoành là 12 nha. Hoành là 12 hở mé đây nè cả nhà. Chiều cao nó là 88. Dạ, chiều cao 88. Nụ kim nó lên. Tán ngang là 82. Dạ rồi. Rồi cái này giá 650 bao phí ship nha. Dạ. Nụ quá chừng rồi em ơi coi nè. Rồi, 650 bao ship luôn hả chị? Đúng rồi. Dạ, bự lắm cả nhà. Rồi, đây, nút nụ này cả nhà. Đó. Rồi, cái tiếp là mã 17 nha. Dạ. 17 cây đó là cây giảo cánh tròn, cây ghim. Rồi, cho em xin thông số cây này luôn đi chị Phương ơi. Cây này uống dáng lông nha cả nhà. Uống dáng lông đắt lượng nè. Rồi, hoành thân. Hoành thân cây này cũng khá là to cả nhà ơi. Em hoành chính. Em quay cái bộ đế cả nhà xem nó dướng cái con mắt. Đường thân vẫn lòng được là 68. Chiều cao là 68. Cái này cái phơm lùng lực nè cả nhà. Tán ngang là 68 luôn. Dạ rồi, góc này nhiêu vậy chị? Rồi cái này giao lưu giá 1,1 triệu bao phí ship nha. 1,1 triệu bao ship cả nhà. Hàng này là có nút nụ hết nha cả nhà. Nhà vườn mình đã dàn phân cho cả nhà nụ rồi hết. Dạ. Rồi đây, mấy anh đây nút nụ nữa nè cả nhà. Đó, mã này là mã số 17 nha. Nhà vườn thì bó bầu gửi nha cả nhà. Còn cả nhà mình ở gần Chợ Lách Bến Tre thì mình có thể mình nhận luôn được cái chậu này, chị có thể mình gửi xe hả cả nhà. Rồi cái tiếp là mã 18 nha. Dạ. 18 cây này cái giảo siêu nụ cây ghim nha. Rồi cho em xin thông số cây này luôn. Cây này cao lắm cả nhà ơi. Còn là cái gốc đường thân thì cũng có lắc nhẹ cả nhà. Hồi em qua đây em coi cái đế mấy bên đây. Dạ. Bên đây nó tống. Em quay nút nụ trước nha cả nhà. Cây này hoành 19. Hoành là 19, cái nhà xem nút nụ nó lên nè cả nhà. Hoành là 19 ha. Chiều cao nó là 145. Dạ, chiều cao là 145. 145 chiều cao cả nhà, gần 1,5 thước. Tán ngang là 1,1 thước. Rồi cái này giao lưu giá 3 triệu bao phí ship nha. Dạ. Ba mai bự nha cả nhà. Cái bự. Cái đế bên này nè. Dạ. Giá đó là giá bao ship toàn quốc nha cả nhà. Đây nút nụ nó lên nè cả nhà. Còn cái bộ đế, cái này cái bộ đế cũng dữ dằn luôn. Mã 18 hả chị Phương? Đúng rồi. Dạ, mã 18 cả nhà. Em quay cái gốc cả nhà mình coi nha. Rồi, cái bộ gốc, bộ đế của nó nè cả nhà. Còn cái thân của nó thì cũng uống lắc lượng nha. Đó, uống dáng lòng lắc lượng luôn. Còn nụ thì thôi khỏi chê luôn cả nhà. Nụ nó lên nhiều lắm. Tiếc là cây này em chưa có thấy được cái hoa gió rồi cả nhà. Cây này có hoa gió thì em quay cho cả nhà mình xem ha. Còn cái dàn nút nụ của nhà mình xem nè. 1,45 thước cả nhà, gần 1,5 thước luôn á. Cây khá là to ha. Chậu này là cũng chậu 6 luôn hả chị Phương ha? Chậu 6 rồi. Dạ. Rồi mã 19 nha. Dạ. 19 cây này cây giảo Phú Tân, cây ghim. Rồi cho em xin thông số cây này luôn. Con cho bông gió cả nhà. Phú Tân thì xuống lá nụ nó mới lên cả nhà. À, nút nụ này. Nụ kim nó lên này cả nhà. Cây này hoành 14. Cây này với cây em mới vừa quay là cỡ luôn cả nhà. Phơm cao lắm, to. Chiều cao nó là 1,4 m. Dạ rồi. Tán ngang. Tán ngang là 1,1 m. 1,1 m tán ngang bằng cả nhà, chiều cao thì thấp hơn 5 cm ha. So với cái cây hồi nãy cả nhà. Rồi, nụ kim này cả nhà. Nụ kim nó lên. Cái này giao lưu giá 2,9 triệu bao phí ship nha. 2,9 triệu bao ship cả nhà. Còn cái gốc đếm đây hả chị? Mã 19 cả nhà ơi. Em quay cái gốc cả nhà mình coi ha. Rồi đây. Cái bộ đế mấy anh kia cả nhà. Bộ đế nằm mấy anh kia. Còn cái hoành thân cũng khá là to rồi ha. Em để tay vô cả nhà mình dễ hình dung nè. Đó cái bộ đế mấy anh đây rồi. Để em xoay cái chậu qua cả nhà mình coi. Đó. Bộ đế mấy anh kia rồi cả nhà ha. Cái này bự lắm cả nhà, 1,4 m là tán ngang tới 1,1 thước rồi cả nhà. Mã này là mã số 19 nha. Rồi cái tiếp là mã 20 nha. Dạ. 20 một cây giảo nhung, cây ghim. Rồi. Cây bự nữa. Hôm nay lên có cây nhỏ cây lớn ha cả nhà. Nụ nó lên nè. Cô chú anh chị ở ngoài miền ngoài cái nhà không khí lạnh thì cô chú anh chị cũng có thể nghiên cứu được cái cây này luôn nha. Ồ, nụ nó lên nè chị Phương, quá chừng luôn nè chị Phương.
Như cái nụ này to là chị không cần xử lý gì nữa hết. Dạ. Dù cần cái nụ nhỏ thì mình mới cần xử lý cho nụ nó mau lớn. Dạ. Còn nụ to này là mình để tự nhiên cũng phát triển bình thường. Dạ, cứ giữ được cái bộ lá là được rồi cả nhà. Rồi cho em xin thông số cái này luôn. Hỏi cái nhánh này cả nhà xem nút nụ nữa cả nhà. Ghê không? Họ nhánh bên đây nữa nè cả nhà. Mày riêng cả nhà. Cái này cũng muốn dán lông luôn nha. Dán lông con rồng đắc lượng á cả nhà. Có hai dán con rồng đắc lượng với con rồng đứng. Em gọi năm nay là vậy đi cho dễ phân biệt ha. À, cái này hoành 17. Dạ. Hoành là 17. Đó, nút nụ rồi ha. Quá chiều cao là 1,5 m. Chiều cao 1,5 m, cao hơn hai cây kia luôn. Tán ngang là 1 m. Dạ. Rồi giá mình giao lưu như vậy chị. Rồi cái này giao lưu giá 2,8 bao phí ship. 2,8 bao ship cả nhà. Đây chị em sâu cái đế. Giá này là giá mình bao ship luôn nha. Nút nụ sáng ngời luôn á cả nhà. Rồi em quay cái đế cái nó rậm quá. Đây cái bộ đế của nó đây. Nó ngồi nó phanh ở trong đó đó. Dạ. Rồi ha, đẹp ha. Mấy cái cây này mình về Tết á cả nhà, mình xuống lá cả mình thấy cái đường thân nó mới đẹp. Còn giờ lá nhiều quá. Mê luôn á. Dạ. Rồi kế tiếp là mã 21 nha. Dạ. 21 cây này cái cúc hoàng đế cây ghim. Rồi, cây này dán trực ha cả nhà. Dán trực toàn thông. Cây này cái đế nó tải đều và bốn phía luôn á. Dạ. Rồi. Cây này hoành 19. Một cốt ha cả nhà. Hoành là 19. Một cốt. Nụ nó lên này cả nhà. Chiều cao là 1,5 m. Dạ, chiều cao là 1,5 m. Rồi nụ nó lên này cả nhà. Tán ngang là 1 m. Dạ. Tán ngang là 1 m. Rồi cây này nụ cũng sáng ngời luôn cả nhà. Rồi cái này giao lưu giá 4 triệu bao phí ship nha. Cái này là 4 triệu. À cây cúc thì thường nó giá nó sẽ nhỉnh hơn hết cả nhà. Mã số 21 nha cả nhà. Cái này là 4 triệu bao phí ship một cây cúc hoàng đế hả chị Phương? Đúng rồi. Dạ, cúc hoàng đế. Tán thì em thấy cũng tròn nha cả nhà. Để em đi một vòng ở nhà mình xem. Nụ nhiều mà tòng quay à, không có chỗ nào lép à. Dạ. Mã 21 nha, mấy cây này là em bao nụ luôn nha cả nhà. Cây em quay làm sao thì cả nhà cứ nhận hàng kiểm tra cái cây đúng như ở trên clip với lại thông số nhà vườn mình báo trên clip giùm em nha. Rồi kế tiếp là mã 22 nha. Dạ. 22 cây này cây giảo phú tăng cây ghim. Rồi cho em xin thông số cái này luôn. Rồi cái nhánh này nụ nó lên rồi cả nhà. Cây này form cũng bự luôn. Rồi một dề nụ luôn nè cả nhà. Ê như tiếng vua luôn á. Dạ. Nó lên nụ dữ thì chứ. Cây này cũng một cốt dán trực đằng thông. Cái dán trực đó nha. Ồ cái nhánh này nụ nó lên rồi chị Phương. Mà đều đế nó cũng tải đều hết trơn à. Dạ dạ. À hoành 13. Hoành là 13 đó nha. Cái này nụ thấy là giật mình luôn á. Dạ. Cao là 1,3 m. Cao là 1,3 m. Đây cái bộ đế của nó này ha. Tán ngang là 95. Dạ giá mình giao lưu nhiêu vậy chị? Rồi cái này giao lưu giá 1,6 vào phía ship nha. Dạ. Mấy cái hàng này là cây lớn nha cả nhà. Nụ sao mà thấy sợ luôn á. Cái gốc này mã số 22 hả chị Phương? À đúng rồi. 22 cái cây này nụ dữ dằn luôn nha cả nhà. Nè nè, mấy cái nhánh khác cũng vậy luôn chứ không phải là mình lựa nhánh có nụ mình dạch đâu. Dạ. Rồi mấy bên đây nữa nè cả nhà. Rồi. Bên này nữa nè. Quá chừng nụ, cây này nụ nhiều lắm cả nhà. Rồi, cái này là mã 23 nha. Dạ. 23 cây này cây cúc thọ hương cây ghim. Dạ rồi. Cây này cũng nụ dữ dằn lắm. Cây này cũng là dáng trực nha cả nhà. Ồ cái gốc này nó mập lù em ơi, nó dạ. Đế như cái một măng vậy. Cái này hoành 21. Hoành là 21. Hoành là 21. Rồi đế giống như búp măng hết cả nhà. Chiều cao là 1,2 m. Chiều cao là 1,2 m. Cây này cũng nụ quá chừng luôn. Ở trong tán đây nè cả nhà. Tán ngang là 88. Tán ngang là 88. Ồ trong đây thôi, trong đây nữa nè. Rồi cây này giá 2 triệu bao phí ship nha. Dạ. Cây này thì 2 triệu bao ship. Mã 23 hả chị? Dạ mã 23 cả nhà. Cây này nụ nhiều lắm cả nhà ơi. Đây tới Tết là em quay mấy cái cây nói chung là hàng có nụ hết, nụ nhiều luôn á cả nhà. Cho cả nhà mình tham khảo ha. Cả nhà mình xem được cây nào thì ủng hộ nhà vườn giùm em. Giá là giá bao ship toàn quốc hết nha cả nhà. Rồi cái tiếp là mã 24 nha. Dạ. 24 cái này cây giảo nhung cây ghim. Dạ rồi, một cây giảo nhung. Cho em xin thông số luôn. Nụ cũng bao nụ luôn cả nhà ơi. Ha. Cái này hoành 9. Hoành là 9 cả nhà. Cả nhà mình xem à. Đó, mấy cái nhánh này nó lên nụ rồi cả nhà. À cao là 96. Dạ. Chiều cao là 96. Tán ngang là 82. Rồi uống dán lông luôn. Rồi cái này giao lưu giá 1,3 bao cái ship nha. 1,3 cả nhà ơi. Ồ có cái bông gió này chị Phương ha. Ừ. Dạ có cái bông gió này cả nhà. Mấy cái này là nó nở bông chùm hết nha. Cả nhà cứ yên tâm nó nở bông chùm hết. Dạ. Có nụ ở trên. Mã này là mã số 24 nha.
Rồi kế tiếp là mã 25 nha. Mã 25 cả nhà ơi. Cái này cái gì vậy chị Phương? Cây đất cây, cây này cái số con Sài Gòn cái gì? Rồi cho em xin thông số cây này luôn. Dạ. Cây này gần nụ cũng nhiều luôn nha cả nhà. Cây này sữa dáng lượng con rồng đứng. Con rồng đứng. Con rồng đứng với lại con rồng lắc lượng thấy nha, có hai con thôi. Hoành 11. Dạ. Hoành là 11 có cụ đế với luôn. Cái này nụ cũng cũng nhiều luôn nha cả nhà. Chiều cao nó là 112. Dạ, chiều cao là 112. Tán ngang là 87. Con rồng đứng cả nhà. À con rồng đứng nha. Rồi cây này giao lưu giá 1,2 triệu bao phí ship nha. Dạ. Mã 20 20 mấy chị? Mã 25 không chị? Rồi kế tiếp là mã 26 nha. Dạ. 26 cây cúc huyết long cây ghim. Cúc huyết long cả nhà. Cây này thì dáng trực hen. À, cái đọt đỏ cả nhà. Huyết long thì có hai dạng cúc với lại dảo. Cây này là cây cúc. Cây này hoành 12. Hoành là 12. Chiều cao chắc hết thước hả chị? Cỡ 1m3 quá. Dạ. 1m3 đi. 1m3 thôi phải. Để tính cái đôn á. Dạ. Đôn tới. À, 8 ngàn là 90. 8 ngàn là 90. Rồi góc này mình giao lưu giá nhiều chị Phương? Rồi cây này giao lưu giá 1,3 triệu bao phí ship. 1,3 triệu cả nhà. Nói chung nhà vườn mình giao lưu cây thì bao chuẩn giống nha cả nhà. Bao chuẩn giống. Nếu mà có sai sót gì á, cả nhà cứ liên hệ nhà vườn, nhằm khi gửi lộn cây hay gì đó thì cứ liên hệ nhà vườn giùm em. Số điện thoại góc bên trái màn hình bên đây có Zalo nha cả nhà. À, nói chung là cả nhà cứ nhận hàng, kiểm tra hàng đúng như cái cây trên clip giùm em là được rồi. Cây này là mã số 26 nha cả nhà. Một cây cúc huyết long hả chị Phương? Đúng em. Dạ. Rồi kế tiếp là mã 27 nha. Dạ. 27 cây này cây giáo Phú Tân cây ghim. Rồi cho em xin thông số cây này thì gọn nè cả nhà. Cái này chậu chậu chắc chậu 3,5 cả nhà. Cái này nụ dữ lắm luôn. Dạ. Qua 12. Chậu 3,5 chậu 4 nữa. Chiều cao nó là 127. Dạ rồi. Tán ngang. Tán ngang nó là 74. Cái này nụ cũng nhiều luôn nè cả nhà ơi. Rồi cái này giao lưu giá 600 bảo quý ship. 600 ngàn, gọn gọn nè cả nhà. Mấy cái nhánh này nụ nó lên nè cả nhà. Đó. Còn cái này là dáng trực hả cả nhà, dáng trực. Thân có lắc nhẹ một chút xíu thôi, dáng trực ha, trực lắc nhẹ. Rồi góc này là mã số 27 nha. 28 cây này cây giảo Thu Đức cây ghim. Dạ rồi, có bông gió cả nhà. À, cho em xin thông số cây này luôn. Cây này thì bự lắm cả nhà ơi. Cây bộ đế nó cũng hết hồn luôn á. Cây này hoành 21. Hoành là 21. Cái nhà xem cái bộ đế của nó nè cả nhà. Cái đế bên này. Dạ rồi. Dữ lắm. Dạ, chị đo giùm em hồi xíu qua đó em quay cho cả nhà mình xem. Chiều cao là 1,5 m. Dạ rồi. Tán ngang. Tán ngang là 117. Dạ. Rồi góc này mình giao lưu giá 3,5 triệu bao phí ship nha. 3,5 triệu bao ship nha cả nhà. À, hình con rồng lắc lượng nha, cái bộ đế để em qua bên đó em soi cho cả nhà mình coi. Mã 28 nha cả nhà, 3,5 triệu bao ship. Đang nằm chậu này là chậu cũng chậu xi măng đấy cả nhà. Cái chậu lục giác. Chậu lục giác. Nó cỡ tầm chậu lọt lòng 5,5 Dạ, còn cái bộ đế của nó cả nhà mình xem nè. Đó, ghê không? 3,5 triệu hả chị Phương? Đúng rồi. 3,5 triệu một cây nhà bao ship luôn nha cả nhà. Rồi kế tiếp là mã 29 nha. Dạ. 29 cây này cây cũng cây hơi giảo Thủ Đức cây ghim luôn. Dạ rồi. Rồi cho em xin thông số cây này cũng to luôn cả nhà. Cây này với cây nãy là ăn cặp luôn hả cả nhà. Nụ kim nha, cây này thì nụ kim nha cả nhà. Cây này hoành 22. Hoành là 22. Đó. Mấy cây già rồi thì cả nhà yên tâm lúc nụ đi ha. Chiều cao là 1m55. Dạ. Mình không cần xử lý phân thuốc gì nhiều mà nó cũng vẫn lên nụ nha cả nhà. Mấy cây già rồi. Tán ngang là 115. Tán ngang là 115. Rồi cây này giao lưu giá 4 triệu bao phí ship nha. 4 triệu bao ship luôn cả nhà. Em quay cái bộ đế cả nhà. Cái tàn thì tròn do luôn nha cả nhà. Hai chưa ngắt đọt non. Chưa có thời gian ngắt nữa. Còn cái bộ đế của nó. Nụ nó lớn. Dạ. Rồi đây cả nhà ơi. Cái bộ đế của nó nè. Góc này là mã số 20. 20 mấy hả chị? 29. À, cái tiếp là mã 30 nha. Dạ. 30 này cái này hồng mai cây ghim. Hồng mai hả chị? Đúng rồi. Hồng mai. Nó cái màu nó như củ cải cà gót vậy đó. Dạ. Là bông giảo ha, bông cúc gì? Cái này giảo em. Dạ, bông giảo, hồng mai. Cái màu như màu cà rốt. À, hoành 17. Dạ, hoành là 17, đế cũ hả cả nhà. Chiều cao. Cao là 147. Rồi cái này cũng là cây mai riêng nha cả nhà, mai ươm hàng. Tán ngang. Tán ngang là 1,1 m. Dạ rồi. Góc rồi, này mình giao lưu giá nhiều. Giao lưu giá 3,9 triệu bao phí ship nha. À, nụ kim nó cũng lên nhiều nữa nha. Hồng mai cả nhà. Mặt bông thì có gì cả nhà liên hệ nhà vườn giùm em rồi chị gửi mặt bông qua cho cái nhà mình coi thử hết cả nhà. Hồng mai, cây này là mã số 30. Cũng là mã cuối clip luôn hả chị Phương? Cuối clip dạ. Dạ em rất mong cả nhà mình tham khảo
clip ngày hôm nay được mã số nào ủng hộ nhà vườn giùm em, nhà vườn ở ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nha cả nhà. Em cảm ơn cả nhà đã xem hết clip ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại ở clip tiếp theo nha.